Hồi là một trong những cây trồng lâm nghiệp chủ lực của Lạng Sơn, để cây hồi phát triển bền vững, Lạng Sơn đang đẩy mạnh nhiều giải pháp, trong đó tập trung phát triển cây hồi theo hướng hữu cơ, nâng cao giá trị kinh tế. Gia đình anh Chu Văn Chí, xã Bình Phước, huyện Văn Quan có 4 hectare hồi, đã trồng lâu năm. Nhiều cây bắt đầu thoái hóa, cho năng suất thấp. Qua 3 năm chuyển hướng sản xuất hồi hữu cơ, đến nay cây hồi phát triển xanh tốt hơn, đặc biệt có tỷ lệ đậu hoa cao hơn từ 15 đến 20% so với trước. Khi tham gia hồi hữu cơ, tôi được hỗ trợ về phân bón, về kỹ thuật và được cán bộ nhiệt tình hỗ trợ về kỹ thuật chăm bón. Hồi qua 3 năm được hỗ trợ thì hồi phát triển hơn và cho năng suất cao hơn, ít sâu bệnh hơn ạ. Lạng Sơn hiện có 41.400 ha hồi, tập trung nhiều ở các huyện Văn Quan, Bình Gia, Văn Lãng. Để phát triển nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, các cơ quan chuyên môn đang khuyến khích và triển khai các dự án hỗ trợ đầu tư chăm sóc cây hồi theo tiêu chuẩn hữu cơ tại một số địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có trên 720 ha hồi được sản xuất theo hướng hữu cơ. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh đã liên kết với các cái đơn vị trong huyện tổ chức cái xây dựng các cái mô hình sản xuất hồi hữu cơ tại huyện Bình Gia và Văn Quan. Thì qua các mô hình đánh giá thì cái năng suất hồi đã tăng lên khoảng 1,2 đến 1,5 lần so với các cái bưởi sản xuất thông thường của bà con. Trong cái năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động bà con là ứng dụng một số giải pháp. Đấy, ví dụ như là chăm sóc cho cây hồi, như là bổ sung dinh dưỡng cho cây hồi là bón phân vi sinh hữu cơ. Thế rồi chúng tôi phun cái phân vi sinh là cái nguyên tố đa vi lượng kia, nguyên tố bo. Đấy, để bổ sung cho cây hồi để chống rụng hoa và rụng quả. Thế rồi là phòng chống cái bệnh thán thư thì chúng tôi có cái thuốc phòng chống bệnh thán thư để chống rụng lá. Thế thì qua cái chăm sóc như vậy thì ứng dụng một số giải pháp kỹ thuật thì bà con là cũng tăng thêm năng suất, có tăng thêm thu nhập. Sản xuất hồi theo hướng hữu cơ không những nâng cao giá trị mà còn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu chế biến và xuất khẩu. Đây cũng chính là chủ trương của nhà nước trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng bền vững và bảo vệ môi trường.